Chào các bạn, chào mừng các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay AudioCâu xin giới thiệu các bạn một cái mẫu cần lua máy đứng cần 4 khúc của thương hiệu Daiwa, cần Daiwa Rocketter. Cây Daiwa Rocketter 804FSE. Cần chất liệu carbon, sắn quăng ngang, gia cố X45. Đây, X45, cây chất liệu carbon cao cấp. Cái mẫu cần này được nhập khẩu từ Pháp. Đây là cái mã vạch quốc gia của Pháp. Các bạn dùng cái phần mềm viết cái mã vạch sẽ ra cái nơi sản xuất của cái cần này. Cái cần này là bát của cái máy này, là bát hạng của Daiwa nha các bạn. Bát hạng của Daiwa rất là đẹp. Và khoen thì cái cây này là khoen carbon. Khoen carbon, cái dòng khoen này nó cực kỳ nhẹ và rất là mượt. Tốc độ ra dây rất là tốt. Khuyên carbon, cái khuyên đồ ba là khuyên bướm ba chân các bạn. Khuyên bướm ba chân. Còn lại những cái khuyên trên là khuyên một chân. Toàn bộ là dòng khuyên carbon. Cái khuyên này nó bảo vệ dây cực kỳ tốt và tốc độ ra dây rất là mượt nha các bạn. Rất là mượt. Cái cần này, cái đường kính đọt của nó là 2 ly, độ cứng hát, độ cong fast. Đây là cái thông số của cái cần 804, chiều dài 24, 4 khúc, độ cứng hát, độ cong fast. Và cái cần máy đứng, tải mồi là 14-42 gram. Cái cần này thích hợp cho các bạn đi lưu gành biển nha các bạn. Lưu gành biển đi câu cá lóc mồi thật rất là ok. Đây là cái cần sau khi được ráp thành 4 khúc, được một cái cần 4 khúc rất là cứng cáp và chắc. Cái cần này có cái độ cứng hát, có cái độ nảy cực kỳ tốt, thích hợp cho các bạn đi câu cá lóc mồi thật, đi lưu gành, đi lưu gành biển. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.